Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em sao vậy? Hơi thở không thơm mát khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Hãy sử dụng xịt thơm miệng thảo dược Relax để hơi thở thơm mát tức thì. Relax với các thảo dược quen thuộc bạc hà, trà xanh, cúc hoa, nhanh chóng khử các mùi khó chịu. Relax, hơi thở thơm mát tức thì.